Khướng à? Mẹ đâu? Bà ngoại đâu? Cậu Tư Lùng đâu? Chị Thu đâu? Bà ngoại đâu? Ngoại? Ngoại? Ngoại đâu? Ngoại đâu Tùng Long? Ngoại đâu con? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Bắt tay. Bắt tay ngoại đâu? Mẹ ra kìa. Khướng à? Mẹ đâu? Bà ngoại đâu? Cậu Tư Lùng đâu? Chị Thu đâu? Bà ngoại đâu? Ngoại? Ngoại? Ngoại đâu? Ngoại đâu Tùng Long? Ngoại đâu con? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Bắt tay. Bắt tay ngoại đâu? Mẹ ra kìa. Đúng 5 giờ cái ben. Như quân sự vậy đó, là tới giờ ăn cơm. Ủa Tùng Lâm, Su Su không biết ăn mấy giờ nữa. Su Su ăn bất chợt quá. Bất chợt quá. Đừng xuống, đừng xuống cho em ăn xuống. Ăn xong rồi tắm chắc nữa, tối mới ngủ hả? Ừ. Ăn xong rồi chơi hồi, tối nữa mình thay đồ. Dạ đúng. Rồi để em đi chơi đi. Đấy. Mày ăn rồi chơi. Ăn rồi chơi. Chơi rồi tối rửa mình thay đồ. Đi ngủ bình sữa nữa. Nước sữa dặm thêm nữa. Có bình sữa tối quá con đem ra chừng 4 bình chứ gì. Ngày 2 bình, tối 4 bình. Ngày đêm 6 bình. Ăn ngày 3 cử, sáng trưa chiều. Cửa sữa ba cửa cháu. Cỡ này tội không ăn. Không ăn là bị cắt hết cửa sữa bằng ngày rồi. Không chịu ăn. Thì ép ăn. Ép ăn. Mẹ đâu? Bà nội đâu? Cậu Tư là chú Tư Lùng đâu? Ba đâu? Trời ơi. Dễ đeo hả? Su Su đâu? Su đâu? Đây. Không biết. Su đây. Su đây. Không biết. Su đây, Tùng Lâm đây. Không, giỏi quá. Tùng Lâm đâu? Tùng Lâm đâu Su? Để dò xuống ai. Không có đoạn ai. Hồi đó hỏi Tùng Lâm đâu, Tùng Lâm Cà Mau. Tùng Lâm đâu? Tùng Lâm đâu? Đó, mày quấn đoạn á. Còn cái nữa. Gãy bông chán người ta. Còn cái nữa, lấy đấy đưa vào bảng con. Ờ à, đưa đưa. Giỏi đưa nha. Rồi cảm ơn. Giỏi quá. Ba bước qua. Ba. Kêu không nổi. Nhìn tôi có được không? Bỏ đứa đi con rồi hả trở lại qua lấy nữa con. Bưng chân hả? Nó dồn hết chân gỗ bưng hết chân vô. Rồi, bưng về tới đây thấy sao nước. Bà nào ơi nặng quá rồi. Một đứa trộn bò. Lực quá ha. Nhìn tướng nó kìa. Như ốc cao không? Đi cái ẹo cái đít dẹo qua dẹo lại. Có bệnh tối rồi bà nội ơi bà nội hỡi. Ủa rồi làm gì ngủ bà nội thôi. Thôi là in nổi vậy. Vô mẹ nằm trong mùng rồi đi vô đuổi mẹ đi vô khác đi. Đi ra nhau khác ngủ đi. Đã chỗ cho con bà nội. Bà có vậy đó. Càng lớn mặt nó càng giống giống bà nội nó kìa. Đi ở ngoài nó còn bừng nữa. Sáng bà vô pha chân cà phê uống cà phê không su. Uống. Sáng Tùng Lâm nó qua nó dở mụn nó chung vô mãi. Uống không? Tôi uống cà phê không? Qua dở mụn chung vô cà phê không? Cà phê không? Bên đây dùng lục nó leo lên cái một à. Mãi. Mãi. Vô không chịu ra nữa. Ngày hôm qua nói mua dừa mà đâu có ở xong lại đang chở đâu. Hôm nay có dừa đâu mà coi lấy. Ăn quần jean đẹp quá ta. Em mua quần jean ngắn đẹp quá ta. Không, quần này của mẹ nó mua. Thì ông Thí mua. Có túi trước tính sao nó chịu nè. Còn tao không có túi. Có túi sao luôn. Đó, sao không có. Ừ, khoe kìa, dữ dằn không? Khoái quần có túi lắm. Bạn quần jean nó cấn đau mà nó khoái quần jean không à. Ngộ ha. Có.
bên nào có chứ, bên nào có túi chứ, có tiền hỏi vợ, có tiểu có tiền hỏi vợ. Không, lấy một kẹo, lấy một kẹo dán mắt mình nha. Không còn nhỏ này, nhỏ này cái dây nó cũng sâu nha, nó lớn nó cũng có hiếu lắm mà. Sâu lắm á. Ở dài, ở bà nội, lúc cơ bà nội ăn, bây giờ nói bà ra, nó nói bà ra được không? Bà nội, mẹ không à. Mẹ này bứt lên, buộc bà nội trên rồi, mẹ rồi. Đó, mua mấy lốc sữa, xù hoa ai mua đi chợ, ai mua? Bà hoa mua, bà nội mua. Mở mắt ra là uống sữa mà. Không, có tụi ăn uống thì đôi cho tụi anh, không có tụi anh không mua. Nếu mua thấy sữa tăng trưởng dục cao, thấy sữa bịch đó, 4.000 bịch đó, giờ uống đó đó. Có mà mua thùng xong rồi cả triệu bạc rồi đó. 1 triệu nó lấy là 2 triệu.